Ờ, xin chào anh chị nhá ngay trước mặt anh chị hết cái hàng cao su đẹp đẹp này này đó là một con đường liên xã nhá đường nó đỏ lên xã nó chạy nhanh như này này đó anh chị nhìn không? nhìn đến bên kia không ạ đó bên kia là có uh, khu những khu dân cư người ta đang ở bên đó đó, đó. À, hôm nay bên đó người ta làm những cái tuyến đường liên xã với lại những tuyến đường liên huyện gần gần đó anh chị nhá đó rồi anh chị ra đây đi khoảng chừng 500m nữa là mình gặp cái ngã tư Ngã tư đường liên xã Cái anh kiệu gẹo tay trái Thì mình ra được DT41 Từ đây ra DT41 khoảng chừng 700m thôi 75m là gần lắm nha anh chị ha Rồi quay lại Đường số 1 Từ đây ra đường số 1 thì khoảng chừng 500m thôi. Đúng không anh hậu 500m đường số 1 ha Còn vào khu nghiệp BKMX Đồng Phú Đi theo hướng này là đi khoảng Cây số, cây số anh chị nhá đó anh chị theo ạ anh chị thấy cái ô tô nó đang chạy không trong đó người ta đang làm đường hay làm gì đúng không anh? Đúng rồi, đang làm đường Đường đó đường liên huyện hay liên xã gì đó phải không? À, đó, như đầu video tôi có chia sẻ là bên đó người ta đang làm đường liên xã, liên huyện Đây là các xe tải này, xe tải chở đất này, anh chị theo. không ạ? À, họ chở đất ra vào cho cái cái uh, bồi đắp cho cái cái mặt tuyến đó, mặt đường đó, anh chị ha đó, Ngoài đó đường liên xã cho người dân, người ta lưu thông qua lại Đấy. À, Một lần nữa tôi nhắc lại nhé, cái vị trí tôi đang đứng thuộc ấp 4 xã Tân Lập, ấp 4 xã Tân Lập nha anh chị ha. Xã Tân Lập một xã cửa ngõ của tỉnh Bình Phước, nghĩa là giáp với xã An Bình huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương anh chị ha. Cách DT41 khoảng 700 m, cách khu nghiệp Nam Đồng Phú khoảng 700 đến một cây số thôi, 700 m đến một cây số anh chị nhá. Rất rất gần nhá. Và nó cách tuyến số 1 đi theo hướng này này. 500 m là tới tuyến số 1 rồi. 500 m tới tuyến số 1 anh chị ha. Và cách cổng khu nghiệp BKMX Đồng Phú, cách cổng khu nghiệp BKMX Đồng Phú có một cây số thôi, một cây số rất rất gần đấy chị ha, rất rất gần nhá. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất 5 hecta, 5 hecta cách khu công nghiệp BKMX Đồng Phú một cây số, cách tuyến số 1 500 m, 500 m, cách DT741 khoảng chừng 700 m, khu nghiệp Nam Đồng Phú DT41 700 m anh chị nhá, 5 hecta. Và cái 5 hecta này nó có con đường xuyên tâm chạy đầu đất luôn là ngay mép này đâu, ngay góc này anh chị nhé. Con đường xuyên tâm nó chạy như này này, cứ lấy cái 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 điều này nằm tâm nhá, Đó, nó chạy như này, nó chạy băng thành như này. Nhà này năm hecta được 70m mét mặt đường xuyên tâm nhá. Đó, đường xuyên tâm nó chạy như này này, Đó, nó chạy như này, này. Đó, nó chạy như này ha. Còn để chi tiết hơn nữa về cái miếng này anh chị cứ liên hệ cho mình để mình gửi cái bản đồ quy hoạch cũng như là gửi cái 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 cái, cái sổ cho anh chị xem, cho anh chị xem anh chị ha hoặc là để chúng tôi tư vấn trực tiếp cho anh chị. để anh chị hình dung thêm, hình dung thêm. Còn trên video thì anh chị chỉ xem qua video thì anh chị chưa cảm nhận được hết. chưa hình dung được hết cái 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 đất cũng như là quy hoạch ở khu vực này anh chị nhá. Một lần nữa tôi nhắc lại nhé. Cái vị trí đang đứng đây ngay mặt đường xuyên tâm luôn, ngay mặt đường xuyên tâm. Cách tuyến số 1 500 m, cách DT41 700 m và cách khu công nghiệp BKM Đồng Phú có một cây số rồi. Đấy và cái miếng đất tôi giới thiệu cho anh chị là 5 hectare là miếng này. Đường xuyên tâm nó chạy từ bên đó đó nó chạy sang bên kia đó, cho em kia nó chạy xéo về tuyến số 1 chạy xéo về tuyến số 2 à, từ đây sang tuyến số 2 thì khoảng hai cây rưỡi số hai cây rưỡi số anh chị nhá 5 hecta điều 5 hecta điều mặt đường xuyên tâm 70m mét. 70m mét, anh chị ha à, à có 400m thổ cư nữa anh chị nhá 400m thổ cư nha à, nó bắt đầu, từ đây này. À, bắt đầu từ đây này bắt đầu từ đây này bắt đầu từ cây to to đó, đó. từ cái cây uh, xả cừ này hết về bên kia là của hàng xóm anh chị nhá cái cây này là vừa là cái cây uh, người ta trồng để làm gỗ cũng là uh, cũng như là người ta trồng để để làm ranh giới giữa nhà ông này và nhà ông kia à, anh chị ha thay vì cắm cọc sắt thì nó không lớn được cắm xi măng không lớn được nhưng mà trồng cây này nó lớn được sau này bán làm gỗ được đó, đó. vườn điều bên này là vườn điều già là của, của của, hàng xóm còn vườn bên này điều non non là của 5 hecta này anh chị nhá chủ ở trên đất nhá có chủ ở trên đất đúng không anh đây này cái dây điện ông mắc xuống nhà ông này đó dây điện này thì gì đấy không? 5 hecta là vừa điều, cao su Đó, 5 hecta À, cái bên dưới, phần dưới này người ta trồng cao su hả? Đúng rồi, phần dưới trồng cao su À, phần dưới này người ta trồng cao su nhá đất à, cây, đất chủ, Nhà của người ở đây từ trước đến giờ theo anh công tác viên của tôi anh có xuống làm việc với nhà chủ đất rồi á thì anh ấy nói là đất là chủ ở trên đất có nhà có cửa có ao có vườn đầy đủ không thiếu một cái gì Đó, 400 mét thổ cư điện đóm mắc vào hết rồi người ta ở đây mà người ta ở đây thì 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 người ta mắc điện và tận nơi rồi uh, uh, người ta lên thủ cư để xây nhà đó anh chị ha à, đây là con hay là con hả con. Con, à? con còn trẻ vậy nhà con gái à, nhà con gái à? các cái tôi tranh thủ xuống nhà chủ tôi quay nhà chủ xem nó có đẹp không <laughs> đùa với anh chị một chút thôi đấy thì đại gia đình người ta đang ở trên trên đất vườn tiêu kia thì sao anh à vườn tiêu cũng có một chút cái à có tiêu hả? Các thứ thập rồi à, đến đây tôi xin quay xin phép tôi quay lại nhé anh chị ha đây cái phần này là coi như là đường xuyên tâm nó lấy hết này à, lấy nó lấy từ ngọn cao su đó, đó. Tôi chỉnh lại camera nha, nó hơi bị chói mắt. À, đây nhá. Nó bắt đầu từ cái ngón tay tôi đây. Phần tường xuyên tâm nó chạy như này chạy xéo sang như này, sang cái cây cái, cái ngọn cao cao kia, coi như là cái phần này là, là đường xuyên tâm nó đi vào. Đó, mình gần được 70 mét không? Đi xuống dưới này. Đó, nhà chủ người ta làm cái đường vào cổng này. Ừ, ở cổng này. À, ở đây phần này người ta trồng tiêu nhá. Trồng tiêu nhá. Đó. Đó, chị đâu ạ? Anh chị nhá. Rất tuyệt vời. Ừ à đó cái vườn cao su non kia của người khác phải không anh Đúng rồi, của người khác. À, đường xuyên tâm nó chạy xéo 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 sang vườn cao su non luôn anh chị nhá đấy cái này nóc nhà của chủ này đó. tôi xin phép à, không xuống nhà đâu anh chị ha đó, đó. dưới đây là dưới kia nó có suối hả anh thì phải có suối thì người ta mới trồng trồng rau người ta mới lấy nước người ta tưới được chứ đó anh chị ha đấy đây là cái phần nhà của chủ ở này đó anh chị ha rồi tôi sang đây à, sang đây ha đó đấy phần phần nhà của chủ nhá đó, tôi xin phép không xuống vì uh, nhiều khi uh, vào quay phim chủ nhà người ta bán đất người ta cũng ngại ngại lên 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 video người ta ngại hay nên là tôi cũng uh, cái vấn đề mà riêng tư uh, tôi cũng không 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 xuống à, do vấn đề riêng tư của họ thì mình cũng không nên là xuống tận dưới nhà mình quay. Nhà của họ lên video thì nó cũng không hay. Anh chị ha. Ừ, cái đấy cái tôi đảm bảo. Công ty tôi luôn luôn là đảm bảo cái vấn đề riêng tư cho chủ đất. Về kể cả với khách hàng. Anh chị nhá. Đó. Phần này. Một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Đất này nó có trồng ba loại cây. Đó là cao su đấy. Phần cao su bên dưới đó anh chị ha. Đó, rồi phần tôi đang đứng đây là phần điều già. Điều già bao gồm nhà ở 400 mét thổ cư là dưới đó đó anh chị ha. À, rồi phần điều non, phần điều non bị ít uh, tiêu này, ít tiêu này anh chị theo đó ha ít tiêu ha, đó <laughs> còn phần này là giếng khoan này, này giếng khoan này anh chị, wow giếng khoan này anh chị theo, đây là giếng khoan nhá, giếng à, khoan ha à, chạy sang bên kia à, vườn điều non, ít tiêu rồi lại vườn điều non đó À, khi con đường xuyên tâm nó chạy qua nó đi gần hết cái vườn điều non này anh chị nhá. Đi gần hết vườn điều non này. À, mình được 70 m mà đường xuyên tâm. À, 400 m thổ cư. Có nhà ở sẵn, hiện hữu anh chị nhá. Ừ, à, phần à, phần dưới có cao su, Câu điều già, điều già, tiêu, điều, điều non anh chị nhé. Rồi, à, cách à, đi thẳng đường này, đi thẳng hướng này ha. Cách khu nghiệp BKM Đồng Phú một cây số, đi sang hướng này 500 m là tới tuyến 1. Tới tuyến 1 rồi quay ngược lại quay ngược lại đây Đó là mình đi được uh, uh, DT41 khu nghiệp Nam Đồng Phú cách uh, nếu mà ra được khu nghiệp Nam Đồng Phú thì khoảng uh, tôi tôi đoán khoảng uh, đi lòng vòng lòng vòng là hai cây số còn ra DT41 thì khoảng 700 m rất là gần về trung tâm thành phố Thủ Dầu Một khoảng 50 cây về TP phố Hồ Chí Minh khoảng chừng 80 cây tại vì uh, xã ấp 4 xã Tân Lập ấy là nó rất là gần với tỉnh Bình Dương rồi anh chị nhá đầu ngõ của tỉnh Bình Phước cửa ngõ của tỉnh Bình Phước còn về Đồng Nai thì khoảng hết 60 cây thôi anh chị ha. À và cái giá bán của nhà ông này thì ông bán này cũng rất là rẻ thôi. À 5 hecta 70 m mặt đường xuyên tâm. 400 m thổ cư. Có nhà ở điện nước đầy đủ. Cách khu nghiệp BKMX Đồng Phú một cây số, cách tuyến số 1 500 m, cách DTU 41 700 m. Uhm, họ bán có 5 tỷ 3 trên 1 ha thôi anh chị ha. Chính chủ nhá, chủ còn trên đất này chứ chưa qua đầu tư bao giờ nhé ông chủ này là ông ấy từ ngày xưa đến giờ là ông chỉ làm làm vườn như này thôi đấy ông chẳng biết buôn bán đất như nào đâu nên là anh khi mà nhà đầu tư đến đây á tiếp cận được những cái miếng đất như chính chủ như này thì mình mua được cái giá rất là tốt anh chị nha chứ anh chị mà mua lại của những nhà đầu tư mà người ta đã mua uh, f 1 f 2 rồi thì lúc đấy nó không còn, còn 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 cái giá nó không còn được tốt nữa à, CPT luôn CVT Len luôn luôn là đi tìm kiếm những cái miếng đất mà chưa qua đầu tư để gửi tới toàn thể quý anh chị anh chị ha. Còn cái miếng nào mà đã qua đầu tư rồi thì cái giá nó sẽ không còn tốt nữa, không còn tốt nữa anh chị ha. Và lần nữa tôi nhắc lại nhé, Đất anh chị đang xem đây thuộc ấp 4, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Có diện tích là 5 hecta, à, mặt à, nằm trên mặt tuyến xuyên tâm là được 70 m tuyến xuyên tâm. 400 m thổ cư, có nhà ở, có điện, có giếng khoan đầy đủ, không thiếu một cái gì cách khu nghiệp BKMX Đồng Phú một cây số, cách tuyến số 1 500m, cách tuyến uh, số 2 một cây rưỡi số, à, hai cây rưỡi số, tuyến số 1 500m này, tuyến số 2 hai cây rưỡi, uh, DT41 là 700m. À, giá bán thì 5 tỷ 3 trên 1 hecta 5 tỷ 3 trên 1 hecta anh chị ha à, 5 tỷ 3 trên 1 hecta anh chị ha Thì mọi thông tin về cái miếng đất này Anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 Hoặc 0271 373 7968 anh chị nhé Ờ uh, ngoài ra anh chị có thể truy cập vào website công ty chúng tôi để tìm kiếm thêm sản phẩm đó là địa chỉ là uh, cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé uh, một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của cvtland để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi nhé uh, xin cảm ơn